đã được sắp xếp lịch từ trước đây gần 2 tuần rồi. Thì đón các bạn và các con thì cũng ra lấy quà cho nó. Chương trình đi tham quan của đoàn của chúng ta đã sẽ đến Đường Vân vào lúc 2 giờ chiều. Và nhưng không sao, bởi vì là thời tiết ngày hôm nay nó vẫn còn nắng, nên còn có thể ngồi trong lúc không sao. Cái chương trình đi tham quan của đoàn của chúng ta thì em sẽ đưa bên chị đi tham quan đình làng, tham quan nhà cổ. Sau đó thì đoàn chúng ta sẽ quay trở lại điểm này và sẽ đến ở đến ngôi nhà cổ phía đằng sau lưng anh chị ạ. Vâng, nắm chúng ta sẽ đến ngôi nhà cổ của anh chị Tâm Dũng để cho các con trải nghiệm nấu chè lam, và các anh chị cũng nhìn xem luôn với các con về cách nấu chè lam. Sau khi các con và gia đình xem nấu chè lam xong thì đoàn chúng ta sẽ lên xe ô tô và đến một điểm di tích nữa, đó là đền thờ Vua Phùng Hưng, đền thờ và lăng mộ Vua Quyền. Cho các con nghe giới thiệu một chút về lịch sử, sau đó các con có thể tham quan tự do. Và đã có một nồi ngô chăm bắp đã chuẩn bị sẵn cho các con ăn rất nhiều. Và trước khi mà ăn cái bắp ngô đó thì các con sẽ trải nghiệm một chút, đó là chúng ta sẽ chơi trò đẩy ngô. Rồi thì hôm qua thông báo luôn anh chị là cái chương trình đẩy ngô ấy, thì là em đã hỏi bà con ở bên làng Cam Lâm thì có một cái chỗ ngô vẫn còn nguyên, tức là chưa bẻ, thì để cho đoàn chúng ta trải nghiệm. Thì bẻ ngô này thì là mình bẻ bao nhiêu thì là mình sẽ lấy và trả tiền bấy nhiêu. Đấy, bẻ nhiều thì lấy nhiều, bẻ ít thì lấy ít.